Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chống thù hận đối với người gốc Á. Liên Hợp Quốc, 52.000 người Palestine phải di tán do xung đột Israel-Palestine vẫn tiếp diễn. Các nhóm nhân quyền kêu gọi tẩy chay Olympic mùa đông 2022. Cà Mau tăng cường phòng chống dịch ở bệnh viện. Liên tiếp triệt phá nhiều vụ mua bán dữ liệu cá nhân trên mạng. Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Công an Đồng Nai tiếp tục bắt giữ đối tượng liên quan tới chuyên án 920G. Thừa Thiên Huế, một công ty bất động sản hai lần bị phạt do quảng cáo sai sự thật. Liên tục phát sinh các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể và nghiêm trọng. Chào mừng quý vị đang đến với tin tức 24 giờ và sau đây là những thông tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chống thù hận nhằm vào người gốc Á với số phiếu tán thành áp đảo sau khi Thượng viện Mỹ tán thành dự luật này vào tháng trước. Dự luật chống thù hận nhằm vào người gốc Á đã được thông qua tại Hạ viện Mỹ vào tối ngày 18 tháng 5 theo giờ địa phương, với 364 phiếu thuận và 64 phiếu chống. Phần lớn phiếu chống là từ các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa. Dự kiến Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ ký ngay lập tức khi dự luật được trình lên ông. Động thái này như một nỗ lực của chính phủ Mỹ trong việc đối phó với sự gia tăng các hành vi bạo lực đối với người Mỹ gốc Á kể từ sau khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát. Trong nhiều trường hợp, người cao tuổi bị tấn công trên đường phố, cửa hiệu kinh doanh bị phá hoại, trong khi các video clip tại nơi công cộng ghi nhận không ít người gốc Á bị tấn công, đánh đập hoặc nhục mạ. Có thể kể đến vụ tấn công kinh hoàng nhất xảy ra vào tháng 3 ở bang Georgia, khi một thanh niên 21 tuổi bị buộc tội sát hại 8 người, trong đó có 6 nạn nhân là phụ nữ gốc Á. Dự luật do Thượng nghị sĩ Dân chủ Mazie Hirono và đại biểu Cryman đề xuất sẽ thành lập một vị trí tại Bộ Tư pháp nhằm xúc tiến việc xem xét các tội ác thù hận nhằm vào người gốc Á trong bối cảnh đại dịch COVID-19, cung cấp nguồn tài trợ cho các bang để tạo đường dây nóng, để báo cáo tội ác thù hận và đào tạo cơ quan thực thi pháp luật về cách ngăn chặn và xác định tội phạm thù hận, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên bang làm việc với các tổ chức cộng đồng để giúp người dân nâng cao nhận thức về tội ác thù hận trong đại dịch. Mới đây, các nhóm trang trại Argentina đã đưa ra một tuyên bố chung rằng sẽ ngừng buôn bán gia súc. Thông báo này được đưa ra nhằm phản đối lệnh cấm xuất khẩu thịt bò trong 30 ngày của chính phủ nước này. Trong một tuyên bố chung ngày 18 tháng 5, 4 hiệp hội nông nghiệp chủ chốt của Argentina cho biết họ sẽ ngừng hoạt động buôn bán gia súc trong vòng 9 ngày, bắt đầu từ ngày 19 tháng 5, để phản đối lệnh cấm xuất của chính phủ và có thể họ sẽ áp dụng thêm các biện pháp khác. Vào một ngày trước đó, chính phủ theo chủ nghĩa Peronist trung tả của đất nước Nam Mỹ đã công bố lệnh cấm trên như một biện pháp khẩn cấp nhằm giảm lạm phát đang ở mức cao. Các biện pháp này có khả năng gây ra nguy cơ xung đột với các nhóm hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp muốn thúc đẩy xuất khẩu. Lĩnh vực nông nghiệp là nguồn cơn của nhiều cuộc xung đột trong nước trước đó giữa người dân và chính phủ về việc tăng thuế và giới hạn xuất khẩu. Cách đây 3 năm về trước, ngày 19 tháng 5, người hâm mộ hân hoan chào đón nàng dâu mới của Hoàng gia Anh, Meghan Markle. Tuy nhiên, đó hiện đang là nỗi thất vọng không ngờ khi cặp vợ chồng hoàng tử Harry liên tục vấp phải sự chỉ trích từ người hâm mộ. Cô Meghan Markle, một cựu nữ diễn viên Mỹ cùng hoàng tử Henry, cháu trai của nữ hoàng Anh Elizabeth và là người thứ 6 trong danh sách kế vị ngai vàng, đã trở thành một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất thế giới kể từ cuộc hôn nhân của họ tại lâu đài Windsor vào 3 năm trước. Công tước và nữ công tước xứ Sussex đã chào đón đứa con đầu lòng của họ bé Archie vào tháng 5 một năm sau đó. Tuy nhiên kể từ đó, mối quan hệ giữa họ và giới truyền thông Vương quốc Anh trở nên căng thẳng. Vào tháng 1 năm 2020, nhà Sussex đột ngột tuyên bố sẽ rời khỏi vị trí hoàng gia cấp cao. Ngay lập tức, thông báo này đã gây ra làn sóng chấn động thế giới. Sau đó, cặp đôi chuyển đến Mỹ để sinh sống. Họ tiếp tục có những bình luận không hay về gia đình hoàng gia của mình trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ và nhận lại không ít chỉ trích giận dữ. Hiện cô Meghan đang mang thai đứa con thứ hai của họ, nhưng phần rạn nứt giữa họ và với gia đình hoàng gia vẫn còn rất lớn. Thưa quý vị, thêm một thông tin liên quan đến những cuộc giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas. Mới đây, xung đột hai phía tiếp tục bước sang tuần thứ hai liên tiếp, khiến hàng chục ngàn người Palestine tại dải Gaza bị mất nhà cửa và phải lánh nạn tại trường học do Liên Hiệp Quốc quản lý.
Theo một thông cáo báo chí của Liên Hiệp Quốc, hơn 52.000 người Palestine đã bị mất nhà cửa và 47.000 người đã phải lánh nạn tại các trường học do tổ chức này quản lý ở dải Gaza. Vì những cuộc không kích ăn miếng trả miếng giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Thông cáo còn cho biết, kể từ ngày 10 tháng 5, máy bay chiến đấu của Israel đã phá hủy hoàn toàn 132 tòa nhà và 316 công trình khác bị thiệt hại nặng, bao gồm 6 bệnh viện, 9 trung tâm chăm sóc sức khỏe và một nhà máy lọc nước. Các cuộc xung đột leo thang giữa Israel và Palestine đã làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng quốc tế về một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng trong khu vực. Sau khi hỗ trợ điều trị cho những người Palestine bị thương ở dải Gaza, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cho biết nước này sẽ lập một nguồn quỹ 500 triệu đô với mục đích tái thiết dải Gaza. Trong một cuộc gặp ba bên giữa các nhà lãnh đạo Ai Cập, Pháp và Jordan tại Pháp, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đưa ra thông báo rằng Ai Cập sẽ dành một nguồn quỹ 500 triệu đô la cùng với sự tham gia của các công ty trong nước để tái thiết dải Gaza sau khi nơi này bị phá hủy nặng nề bởi các cuộc không kích của quân đội Israel trong 9 ngày qua. Trước lời tuyên bố này, thủ lĩnh Hamas Iman Hadiyi đã bày tỏ sự cảm ơn trước những nỗ lực hỗ trợ và hòa giải của Ai Cập. Trước đó, xung đột giữa Israel và Palestine bắt đầu leo thang do quyết định trục xuất các gia đình Palestine ra khỏi khu phố Sarit Zarab ở đông Jerusalem của tòa án Israel. Hiện các màn ăn miếng trả miếng từ hai phía vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khiến hơn 200 người Palestine và Israel thiệt mạng. Tại Nhật Bản, các nhà lập pháp cầm quyền nước này thông báo từ bỏ nỗ lực gây tranh cãi nhằm thay đổi các quy tắc xử lý những vụ việc liên quan đến người xin tị nạn và trục xuất, sau khi phe đối lập tạo áp lực về cái chết của một người phụ nữ Sri Lanka. Mới đây, các nhà lập pháp cầm quyền đã đột ngột tuyên bố rút lại dự luật sửa đổi luật nhập cư, trong bối cảnh bị chỉ trích về việc không đối xử đúng mực đối với một người phụ nữ Sri Lanka, tên là Wisma Sandamali, 33 tuổi, chết trong khi bị giam giữ tại một cơ sở nhập cư vào tháng 3 vừa qua. Trước đó, chính phủ nước này đã đề xuất những cải cách về luật nhập cư, bao gồm những thay đổi giúp việc trục xuất người xin tị nạn không thành công trở nên dễ dàng hơn, cái mà đã vấp phải những chỉ trích nặng nề từ các nhóm nhân quyền. Đã từ lâu, các nhà hoạt động nhân quyền đã chỉ trích các điều kiện tại những trung tâm giam giữ của Nhật Bản, bao gồm cả việc lực lượng chức năng phản ứng chậm với các trường hợp y tế khẩn cấp. Mới đây, các nhà hoạt động nhân quyền đã kêu gọi tẩy chay hoàn toàn Thế vận hội mùa đông được tổ chức ở Trung Quốc vào năm sau. Họ cho rằng các vận động viên đang gây áp lực với Ủy ban Olympic Quốc tế IOC về việc tổ chức Thế vận hội. Lời kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa đông 2022 đang được nhóm nhân quyền đưa ra trong phiên điều trần của Quốc hội Mỹ, nơi Thế vận hội mùa đông và hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc là những vấn đề được thảo luận. Trong phiên điều trần, các đại diện của Hội Duy Ngô Nhĩ Thế Giới, Viện Hành động Tây Tạng Trung Quốc chống án tử hình, Sinh viên vì một Tây Tạng tự do, Chiến dịch vì người Duy Ngô Nhĩ, tất cả đều lên tiếng rằng Trung Quốc tiếp tục bị cáo buộc vi phạm nhân quyền và họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kêu gọi tẩy chay hoàn toàn Thế vận hội mùa đông 2022. Vào tháng 2 năm sau, Trung Quốc sẽ là nước tổ chức đăng cai Thế vận hội mùa đông 2022. Tuy nhiên, hiện IOC đang phải đối mặt với không ít những vấn đề chỉ trích khi quyết định trao việc tổ chức cho Trung Quốc trong bối cảnh quốc gia này đang bị đặt nhiều nghi vấn về vấn đề nhân quyền. Hiện IOC chưa đưa ra bình luận về những cáo buộc nhân quyền của Trung Quốc, nhưng trước đó tổ chức này cho rằng họ là một tổ chức phi chính trị và coi các cuộc vi phạm nhân quyền là rất nghiêm trọng. Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn mọi cáo buộc về vi phạm nhân quyền của mình. Xin được chuyển sang phần tin trong nước. Những ngày qua, nhiều bệnh viện lớn ở nước ta phải phong tỏa vì phát hiện có ca nhiễm COVID. Đây là điều hết sức nguy hiểm, bởi nơi điều trị không thể hoạt động sẽ gây quá tải lên bệnh viện khác. Để tránh tình trạng này, các bệnh viện ở tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều giải pháp phân luồng, kiểm soát bệnh nhân và người nhà khi vào bệnh viện. Vào bệnh viện phải khai báo y tế, tiếp đến là đo thân nhiệt. Nếu thân nhiệt cao bất thường, họ sẽ đưa đi xét nghiệm SARS-CoV-2. Còn thân nhiệt bình thường, mỗi người sẽ được đóng giấy xác nhận. Riêng người nuôi bệnh sẽ được cấp thêm một chiếc thẻ nhận dạng. Giải pháp này được Bệnh viện Đa khoa của tỉnh Cà Mau tái khởi động sau khi dịch bệnh xuất hiện ở nước ta. Được chuyển vào bệnh viện, một bệnh nhân nào khám bệnh ra về thì sẽ được lưu lại cái tờ khai y tế đó. Những cái trường hợp nội trú thì bây giờ chúng tôi đã thực hiện nghiêm cái chỉ thị của Ban chỉ đạo Trung ương cũng như của tỉnh là một người bệnh chỉ có một người nuôi. Ở bệnh viện Sản Nhi của Cà Mau, người đi vào bệnh viện cũng được sàng lọc phân luồng tương tự. Số ghế ngồi ở khu vực khám được hạn chế để đảm bảo khoảng cách an toàn. Những trường hợp bị bệnh nhẹ, các bác sĩ sẽ khuyến cáo bệnh nhân điều trị tại nhà. Cái đơn thuốc đó, trường hợp nào mà bệnh ngoại trú mà nó cảm giác an toàn thì chúng tôi cho 30 ngày. Và chúng tôi hiện tại cũng đã
có chuẩn bị là đặt hẹn, tức là khám bệnh ngoại trú đặt hẹn, hẹn giờ chúng tôi để tránh cái chuyện này đồn dồn nhiều bệnh nhân ở khu khám. Theo Sở Y tế của tỉnh Cà Mau, hiện tất cả các cơ sở khám chữa bệnh ở địa phương hiện đã áp dụng biện pháp phân luồng sàng lọc bệnh nhân theo chỉ đạo của Trung ương. Đây là giải pháp bắt buộc để các cơ sở khám chữa bệnh hoạt động thông suốt trong điều kiện dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp. Nói chung thì từ bệnh viện cho tới các cái phòng khám tới trạm y tế thì đều phải chịu trách nhiệm về cái trách nhiệm là đảm bảo an toàn COVID trong cơ sở khám chữa bệnh mình. Nếu để xảy ra thì hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đương nhiên chúng tôi cũng thành lập liên tục những cái đoàn thanh tra kiểm tra, trong đó có lãnh đạo sở và có cái thanh tra sở, có của anh em của CDC và các lực lượng khác để chúng ta kiểm tra cái việc chấp hành này. Mới đây, Ủy ban Nhân dân của tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu tất cả các bệnh viện trên địa bàn ngưng cho thăm bệnh. Mỗi bệnh nhân chỉ được một người nuôi. Dù có bất tiện, nhưng đa phần bệnh nhân và người nhà đều đồng thuận với quy định này, bởi đây là giải pháp đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và các cơ sở y tế trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp. Mới đây, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện một đường dây mua bán trái phép hàng tỷ dữ liệu cá nhân. Đáng chú ý, những dữ liệu bị rao bán có cả ảnh chụp chứng minh nhân dân của hàng trăm ngàn người. Đây là loại dữ liệu rất nhạy cảm vì đang được dùng phổ biến trong quá trình chuyển đổi số ngành tài chính ngân hàng, thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân không phải mới diễn ra. Trong những năm gần đây, cơ quan công an đã ghi nhận hàng trăm vụ việc liên quan đến mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Cơ quan công an đã áp dụng biện pháp tố tụng đối với 15 đối tượng liên quan, khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng, vô hiệu hóa 6 đường dây chiếm đoạt, mua bán dữ liệu cá nhân. Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng những cá nhân, tổ chức đã thực hiện việc mua bán các dữ liệu trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Liên quan đến phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng 9 đồng phạm trong vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Bộ Công Thương và Thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, bị cáo Vũ Huy Hoàng cùng các bị cáo Phan Chí Dũng, nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ Bộ Công Thương, Lâm Nguyên Khôi, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Quang Minh, nguyên Trưởng phòng Phát triển Hạ tầng Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã có đơn kháng cáo. Trong đó, bị cáo Vũ Huy Hoàng làm đơn kháng cáo đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cân nhắc giảm nhẹ hình phạt, xem xét toàn bộ hành vi của bị cáo trong vụ án để xác định lại tội danh. Ba bị cáo là Phan Chí Dũng, Lâm Nguyên Khôi và Lê Quang Minh cùng đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, xin được cải tạo ở ngoài xã hội. Trước đó, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã bị tuyên 11 năm tù, Phan Chí Dũng 9 năm tù về cùng tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bị cáo Lâm Nguyên Khôi bị phạt 4 năm 6 tháng tù và Lê Quang Minh 3 năm 6 tháng tù về cùng tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Mới đây trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, một tài xế đã điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên phần đường cho phép chạy theo hướng Nam Bắc, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Tuy nhiên, việc làm này đã bị hệ thống giám sát của cơ quan chức năng phát hiện. Ngay lập tức, tổ cảnh sát giao thông trên tuyến đã nhanh chóng có mặt, kịp thời dừng phương tiện và tiến hành kiểm tra. Với hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, Tổ Cảnh sát Giao thông đội 5, Cục Cảnh sát Giao thông đã tiến hành lập biên bản, đồng thời tạm giữ phương tiện, giấy phép lái xe đối với tài xế này. Theo quy định, tài xế này sẽ bị phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 5 tháng đến 7 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Đây là mức phạt thích đáng cho các tài xế nhận luật, đùa giỡn với sự an toàn của bản thân và của những người tham gia giao thông khác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng với văn phòng đại diện tại Đà Nẵng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam, địa chỉ 21 Trần Quốc Toản, phường Phước Ninh vì tập trung đông người. Trước đó, vào sáng 11 tháng 5, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 100 người là khách hàng, nhân viên của công ty này tụ tập ở tầng 4 để chào bán sản phẩm. Đáng chú ý là vào thời điểm này, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã cấm hoạt động tụ tập quá 30 người. Cơ quan chức năng cho biết, văn phòng đại diện của công ty này đã không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, vi phạm quy định của chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với một người phụ nữ 28 tuổi trú tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên vì đăng bài hướng dẫn chữa COVID-19 tại nhà bằng cách sử dụng chanh tươi, thau nước, thuốc hạ sốt. Trước đó, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện tài khoản Nguyễn Như Quỳnh đăng tải bài viết liên quan đến phương pháp chữa trị COVID-19 tại nhà được cho là của bác sĩ Thùy Trang. Tuy nhiên, nội dung trong bài đăng này chưa được kiểm chứng và kèm theo hình ảnh với tiêu đề Thông tin từ Bộ Y tế, nhiều bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao. Sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút được hơn 500 lượt tương tác. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ tài khoản Nguyễn Như Quỳnh đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của mình và xóa bài đăng, cam kết không tái phạm. Liên quan đến ổ bạc bị lực lượng Bộ Công an đột kích, triệt phá tại nhà hàng Bọt Cạp Nước, địa chỉ tại số 280 Lê Thánh Tôn, phường Y Kring, thành phố Pleiku mà FBNC đã đưa tin trong các bản tin trước đây. Mới đây, Công an tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Công an thành phố Pleiku chuyển hồ sơ để cơ quan cảnh sát điều tra của tỉnh tiếp tục làm rõ. Nguyên nhân của việc chuyển hồ sơ lên công an tỉnh là do vụ việc có liên quan tới nhiều đối tượng ngoài tỉnh. Công an thành phố Pleiku cho biết, kẻ cầm đầu tổ chức đánh bạc là Đặng Thế Hưng, sinh năm 1976, trú tại phường Y Kring. Làm việc với cơ quan chức năng, Hưng khai nhận, từ đầu năm 2021 đến nay, Hưng cùng đồng bọn đã nhiều lần tổ chức đánh bạc ở khu vực xã Diên Phú, xã Chư Á và phường Y Kring. Ngoài ra, đối tượng Lê Quý Hùng, sinh năm 1975, chủ nhà hàng Bọt Cạp Nước, cũng thừa nhận đã từng nhận tiền của nhóm đánh bạc và có biết việc tập trung đánh bạc tại quán của mình. Hiện tại, Công an thành phố Pleiku đã ra lệnh tạm giam để điều tra đối với 14 đối tượng trong vụ việc. Liên quan đến chuyên án 920G về đường dây xăng lậu, xăng giả vừa bị cơ quan công an triệt phá mà FPNC đã đưa trong các bản tin trước. Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám xét khẩn cấp một cây xăng và bắt giữ thêm một đối tượng có liên quan. Được biết, cây xăng mà lực lượng chức năng khám xét là trạm xăng dầu 233 của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại Phúc Đại An, có địa chỉ tại ấp Thái Hòa, xã Hố Nai Ba, huyện Trảng Bom. Còn đối tượng bị bắt giữ là Bùi Ngọc Toàn, người đại diện của công ty này. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu và vật chứng của vụ việc. Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua đấu tranh mở rộng, đã có 60 bị can liên quan đến chuyên án 920G bị khởi tố, bắt tạm giam. Hiện chuyên án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật. Vừa qua, cây cầu lô 23 trên tuyến đường DH701 tại xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã bất ngờ bị sụt lún ngay mố cầu. Đoạn sụt lún có chiều dài khoảng 13m, rộng 7m, khiến người dân phải đi đường vòng để có thể di chuyển từ trung tâm huyện Dầu Tiếng về xã Định An. Lãnh đạo địa phương này cho biết, cây cầu này được xây dựng hơn 40 năm, có chiều dài khoảng 23 mét. Những ngày gần đây, lực lượng chức năng đang gia cố mố cầu thì xảy ra sự cố. Thời điểm cây cầu bị sụt lún, không có phương tiện giao thông đi qua nên không có thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, vụ việc khiến giao thông qua khu vực này bị đình trệ. Ủy ban Nhân dân huyện Dầu Tiếng đang xác định nguyên nhân dẫn đến vụ sụt lún này, đồng thời lên phương án khắc phục sự cố. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Lê Thanh Dương, sinh năm 1995, Nguyễn Minh Tú, sinh năm 1987, Nguyễn Minh Trí, sinh năm 1993 và Nguyễn Hữu Chánh, sinh năm 1994. Tất cả cùng ngụ tại quận 8 để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, trong lúc đang dàn cảnh móc túi một nam du khách Hàn Quốc trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận Nhất, thì Tú và Dương bị các trinh sát bắt quả tang. Làm việc với cơ quan chức năng, hai đối tượng này khai nhận khi thấy người nước ngoài đi bộ thì sẽ tiếp cận, rủ đi massage. Sau đó, lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở, các đối tượng móc túi lấy điện thoại rồi tẩu thoát. Ngoài ra, Tú và Dương còn khai nhận có sự giúp sức của đồng bọn là Nguyễn Hữu Chánh, Nguyễn Minh Trí. Từ lời khai này, cơ quan chức năng đã bắt giữ thêm hai đối tượng trên khi cả hai đang trên đường đi tiêu thụ tài sản mà nhóm vừa trộm cắp được. Thời gian gần đây, thị trường bất động sản Lâm Đồng bỗng nóng sốt khi nhiều cá nhân, doanh nghiệp đổ về gom đòi trọc để phân lô, bán đất nền. Đáng quan tâm là có những khu vực không hề có dự án, chưa đủ điều kiện pháp lý, nhiều công ty vẫn ngang nhiên xẻ đồi, bán đất nền. Đơn cử như siêu dự án làng sinh thái La Melody tại thôn 14, xã Đàm Ri, thành phố Bảo Lộc của công ty cổ phần quản lý và vận hành Thông Minh. Quả đồi 36 hectare theo đó đã bị xẻ thành 1.000 nền đất được rao bán rầm rộ với lời giới thiệu đã ra sổ riêng từng nền.
Thế nhưng theo lãnh đạo địa phương, hiện trên địa bàn xã Dambri không có bất cứ dự án bất động sản nào. Quả đồi này vẫn đứng tên cá nhân sở hữu, không hề có một văn bản nào thừa nhận công ty Thông Minh là chủ đầu tư hợp pháp. Việc làm này đã khiến người mua lầm tưởng đây là dự án bất động sản do chính quyền chủ trương đầu tư. Cũng liên quan đến những sai phạm của lĩnh vực bất động sản. Thưa quý vị, mới đây tại Thừa Thiên Huế, công ty môi giới bất động sản Khải Tín Group lần thứ hai bị xử phạt 120 triệu đồng do quảng cáo sai sự thật, biến khu đất ở riêng lẻ thành dự án biệt thự xa hoa. Cụ thể, chỉ với khu đất ở riêng lẻ xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, nhưng với Khải Tín Group lại biến thành dự án Parkhill Villas để đánh lừa khách hàng, nâng giá trị khu đất. Nội dung quảng cáo sai sự thật đã được đăng tải trên nhiều website để chiêu dụ người mua. Trước đó, vào tháng 8 năm 2020, Khải Tín Group cũng đã bị Ủy ban Nhân dân tỉnh này xử phạt 100 triệu đồng do hành vi quảng cáo sai sự thật về công trình xây dựng tại số 67 đường Vạn Xuân, thành phố Huế. Thưa quý vị, những ngày qua, FBNC liên tục đưa tin về các vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng gây ra nhiều cái chết thương tâm. Thế nhưng, các vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng và ngộ độc thực phẩm tập thể vẫn phát sinh tại nhiều địa phương. Mới đây nhất, sau khi ăn bánh mì của cùng một tiệm, 26 người dân ở tỉnh Quảng Ngãi đã có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, quặn bụng, khó thở, phải nhập viện cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, các bệnh nhân này ăn bánh mì thịt chả của cơ sở bánh mì Thành Phát 282 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn. Lực lượng y tế lấy 14 mẫu các thức ăn được bán tại các cơ sở này gửi CDC tỉnh Quảng Ngãi để kiểm nghiệm tìm nguyên nhân. Ngành y tế cũng yêu cầu cơ sở bánh mì Thành Phát tạm dừng hoạt động và niêm phong các thực phẩm, sản phẩm còn lại tại cơ sở này. Thưa quý vị, đến đây thì bản tin 24 giờ cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.